Tiếp theo sau đây sẽ trở lại với một phần mà tất cả quý vị đang trông đợi à. Không biết là quý vị đang trông đợi điều gì à? Có trông đợi quà không ạ? Vâng, và tiếp theo sau đây chúng tôi xin được phép bốc thăm giải nhì và giải nhất ngày hôm nay. Giải nhì của chúng ta sẽ là hai chiếc nồi cơm điện Look and Look, và giải nhất sẽ là giải nhì sẽ là bếp từ Bluestone, và giải nhất sẽ là nồi cơm điện Look and Look. Chúng ta bao gồm hai giải nhì, hai giải nhất và ba giải nhì. Không biết là nhà mình, không biết là quý vị nhà mình ai thiếu cái bếp từ Bluestone không ạ? Ai thiếu cái bếp từ không ạ? Gia đình của anh chị cán bộ công nhân viên là thế, thiếu cái bếp từ không ạ? Thiếu cái bếp từ thì mình sẵn sàng chờ đợi mình lên nhận quý vị nha. Nồi cơm điện thì chắc là hầu hết các anh chị có rồi. Mà mấy anh chị nào mà cái nồi cơm điện nhà cũ á, thì bây giờ mình đổi nồi cơm điện mới lúc này lúc được không ạ? Vâng ạ, và xin phép được mời lên sân khấu anh Chánh ạ. Em xin phép được mời anh Chánh đại diện cho đơn vị đại lý của công ty sẽ cùng tiến lên sân khấu để bốc thăm tìm ra những vị khách hàng may mắn ạ. Em xin mời anh Chánh ạ. Kính thưa quý vị, và anh Chánh sẽ tìm ra người may mắn đầu tiên với giải nhì của chúng ta. Vâng ạ, xin được chúc mừng anh Trương Văn Linh ạ. Giải nhì tiếp theo, xin được chúc mừng chị Trương Thị Ngọc Hân ạ. Chị Trương Thị Ngọc Hân đang ở đâu ạ? Anh Trương Văn Linh và chị Trương Thị Ngọc Hân ạ. Anh nhận giùm ai ạ? Con của chú là Trương Thị Ngọc Hân hả chú? Dạ rồi. Dạ rồi, vậy con mời chú lên nhận thay cho con gái của chú nha. Dạ rồi, con xin mời ạ. Dạ. Dạ tiếp theo ạ, giải ba. Tiếp theo người thứ ba sẽ được chúc mừng anh Trần Tuấn Doanh ạ. Chúc thưa quý vị, giải nhì của chúng ta gồm ba vị khách may mắn ạ. Xin mời ba vị khách may mắn ạ. Vâng ạ, sẽ có đại diện đến từ văn phòng rồi. Rồi, tôi xin cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Vâng ạ, không biết là anh Trương Văn Linh và anh Trần Tuấn Doanh đang ở đâu ạ? Rồi, Trương Văn Linh, may mắn quá rồi. Hai cha con chú luôn, quý vị ơi. Và anh Trần Tuấn Doanh đâu ạ? Em xin được phép mời anh Trần Tuấn Doanh ạ. Vâng ạ, con xin mời chú Doanh ạ. Và xin trân trọng kính mời anh Phước, giám đốc sản xuất sẽ cùng tiến lên sân khấu trao nhận phần quà đến cho tất cả các vị khách may mắn ạ. Xin mời anh Phước ạ. Mời anh Mai Hải, đại diện của công ty cùng tiến lên sân khấu trao phần thưởng giải.
nhất đến cho hai anh chị giám mục công nhân viên may mắn ngày hôm nay. Em xin mời anh chị đến với chúng tôi. Cảm ơn anh Chính, cảm ơn anh Hải và cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.